Tiếp kỹ thuật vẽ tranh cho sáp dầu phần 2 Nay tôi sẽ chia sẻ một số tiếp vẽ tranh sáp dầu nhà hy vọng bạn sẽ nắm rõ Đầu tiên là vẽ nháp Thường thì khi phát thảo xong thì bạn sẽ phải tết màu trước nhà Mục đích là để đảm bảo rằng màu sắc đó phù hợp với ý tưởng của bạn Số 2 là sử dụng lớp màu sáp dầu đầu tiên làm nền Trước khi vẽ bất kỳ chi tiết nào, bạn nên tô một lớp màu sáp dầu đơn giản Để tạo ra nền cho bức tranh của mình ở đây tôi dạo lớp nền bằng 3 màu vàng, vàng cam và cam. Sau đó tôi kín lại bằng một lớp màu đen. Sử dụng bay mini để cạo một lớp màu đen. Đi để tạo thành hình bạn mong muốn. Như vậy là xong. Số 3 là dùng lửa để nung chảy màu để tạo thành tranh đắp nổi nha. Làm như video là được. Cái này chắc dễ mà đúng không? Ở đây tôi vẽ hoa. Bạn có thể áp dụng vẽ những cái khác.